Xin chào mọi người, đây là bộ nồi Silit Toscana. Đấy, bộ nồi này gồm có 10 món, nó gần như là đủ tất cả các dụng cụ nấu nướng trong một bộ nồi mà chúng ta không phải là mua lẻ từng bộ riêng. Đấy, từ nồi to cỡ to nhất 24 cm là có thể luộc được con gà từ 1,5 cân với chõ 2 tầng và đường kính của chõ là 20 cm. Nhìn rất là tiện và có thể nấu sôi đồ sôi và hấp đồ ở đây. Ngoài ra thì nó có cả nồi cỡ 20 cm là cái nồi mình hay sử dụng thông dụng nấu các bữa cơm hàng ngày. Đây là những cái xanh rất là đẹp cỡ 16 cm, nồi nhỏ cỡ 16 cm và có đến với một ca múc sữa. Và đây là hai cái set, một set hai chảo gồm luôn trong bộ nồi. Bình thường như các bạn mua thì một cái set chảo 24 và 28 của Silit thì đã phải 2,5 triệu rồi. Và trong bộ này thì là đã bao gồm cả hai chảo, mình không cần phải mua thêm bên ngoài. Nhìn bộ nồi rất đẹp. Ngoài ra thì do là hết chỗ để nên là mình nó còn có thêm một cái vung chắn mỡ như thế này. Vung này rất là tiện, tay cầm dài và mình có thể chắn mỡ và treo đây trong quá trình mình rán và xào. Nó vừa có khe để cho không bị đọng hơi nước để nước lại rơi lại cái món ăn của mình. Ngoài ra thì nó lại có cái tay cầm này để cho mình chắn không bị bắn mỡ lên. Rất là tiện. Có thể là phù hợp hơn là vung lắp kín. Thật sự rất là đẹp, bộ nồi Silit 10 món Toscana. Rất nhiều khách hàng mua và không một ai ngừng nói là thích nấu nướng hơn kể từ khi mà sắm bộ nồi này.